Thưa quý vị, khi quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh đang dần cạn kiệt, các doanh nghiệp bất động sản buộc phải đi xa hơn để phát triển các dự án mới là một điều tất yếu. Và trong những năm gần đây thì điều này đã thể hiện rõ rệt hơn. Tuy nhiên, không chỉ là các dự án đơn lẻ, các mô hình đại đô thị phức hợp đa chức năng đang được giới thiệu trên thị trường, thể hiện một xu hướng hoàn toàn mới trong việc phát triển đại đô thị tại Việt Nam. Đây là nội dung chính của tiêu điểm ngày hôm nay với phần trình bày của phóng viên Quỳnh Như. Quy mô hàng chục, thậm chí lên tới hàng trăm hecta, không chỉ nhà để ở, dự án còn có nhiều tiện ích, đa chức năng như bệnh viện, trường học, khu thể thao, giải trí, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống của người dân. Không chỉ dự án đô thị để ở, các mô hình bất động sản nghỉ dưỡng cũng được phát triển với quy mô lớn, đa chức năng, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe. Đại đô thị, xu hướng mới trong phát triển đô thị tại Việt Nam. Vâng, từ việc phát triển các dự án nhà ở quy mô nhỏ đến quy mô đại đô thị hàng trăm hàng nghìn hecta, có thể nói đó là một bước tiến dài trong tư duy phát triển của các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Bởi sau một thời gian dài phát triển, tích lũy được quỹ đất lớn ở các khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh hay tại một số điểm đến du lịch tiềm năng, một số doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thử sức với mô hình đại đô thị như thế này. Có thể nói, nếu mô hình này thành công, dự báo sẽ thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị tại Việt Nam trong vài năm tới. Bất động sản khu đô thị vệ tinh và bất động sản nghỉ dưỡng dưới mô hình đại đô thị là hướng đi trọng yếu trong phát triển giai đoạn 2 của tập đoàn này. Đây đều là các dự án có quy mô lên tới 1.000 hecta, ví dụ như là dự án khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Hồ Tràm, hay như siêu thành phố biển du lịch sức khỏe tại tỉnh Bình Thuận. Tôi vẫn phải kết hợp tác với lại các tư vấn chuyên nghiệp trên thế giới về quy hoạch, về thiết kế để học hỏi họ và đưa những cái ý tưởng của họ vào các khu đô thị của chúng tôi. Qua đó chúng tôi kỳ vọng tiếp tục phát triển thêm các loại sản phẩm bất động sản đáp ứng đúng nhu cầu nhiều nhóm khách hàng, dẫn dắt xu hướng đầu tư trong thập kỷ mới. Thuyền lớn, sóng lớn, để triển khai kế hoạch phát triển loạt đại dự án theo các chuyên gia, các doanh nghiệp bất động sản bên cạnh quỹ đất lớn phải chuẩn bị một nguồn tài chính không nhỏ. Riêng tập đoàn này cho biết, ngoài nguồn tài chính trong nước, họ đã phải huy động vốn từ nước ngoài thông qua các tổ chức tài chính uy tín như là Credit Suisse với hạn mức 600 triệu đô la Mỹ vào năm 2019 và đến nay đã giải ngân được hơn một nửa. Nhưng mà đây là cũng là một cái thách thức cho Novaland, tại vì để mà duyệt được một cái khoản vay thì người ta sẽ có một cái hội đồng rất là lớn, có rất là nhiều bên liên quan, có những cái chuyên gia người ta soi xét rất là kỹ. Và như thế là chúng tôi phải đặc biệt chú trọng về cái chuyện mà minh bạch thông tin, cũng như là chúng tôi phải đảm bảo cái sự chắc chắn trong việc xây dựng, trong việc kinh doanh, cũng như là trong việc vận hành các dự án bất động sản sau này. Mô hình đại đô thị đang được phát triển tại Việt Nam được nhiều đơn vị tư vấn kiến trúc quy hoạch trên thế giới đánh giá cao. Bởi mô hình này có được tất cả các tiêu chuẩn mà một đại đô thị kiểu mẫu theo xu hướng hiện nay, như là phải tạo ra một cộng đồng lấy con người làm trọng tâm, xu hướng xanh bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân, đa tiện ích thuận tiện cho cuộc sống và đặc biệt là tính kết nối giao thông thuận lợi về các thành phố trung tâm. Mạng lưới giao thông công cộng trong và ngoài khu vực phải được quy hoạch phát triển tốt. Mạng lưới giao thông này thường nằm trong bán kính 50 km hoặc 1 giờ lái xe đến một thành phố lớn, trung tâm thương mại hoặc là cảng. Nhà quy hoạch phải làm việc với thành phố và các nhà phát triển để tạo nên các dự án mà ở đó sẽ thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và